Vậy thì qua một số bài toán thì thầy sẽ hướng dẫn các em kỹ năng này nhé. Đầu tiên là một số bài tập về tính khoảng cách từ một điểm đến với một đường thẳng. Bài toán về tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thì ở cấp 2 các em cũng đã được thực hành rất là nhiều ở trong hình học phẳng. Các bài toán liên quan đến tìm đường cao trong tam giác chẳng hạn. Và thì trong không gian chúng ta sẽ có một số phương pháp như sau. Để tìm được khoảng cách từ điểm O đến với đường thẳng A thì trong mặt phẳng chứa điểm O và đường thẳng A chúng ta sẽ dựng OH vuông góc với A tại H. Khi đó thì khoảng cách từ O đến với A Nó chính là OH. Và thường để tính được khoảng cách này, chúng ta sẽ dựa vào một tam giác mà chúng ta sẽ chọn một cách hợp lý ở trong các bài toán. Cách thứ hai mà chúng ta có thể dựng được khoảng cách này. Để tính được khoảng cách từ điểm Y đến với điểm đường thẳng D, thì chúng ta sẽ dựng mặt phẳng alpha, alpha là mặt phẳng đi qua y và alpha vuông góc với đường thẳng d. Thầy gọi k nó là giao điểm của d với mặt phẳng alpha. Vậy thì như chúng ta đã học ở bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì d nó sẽ vuông góc với mọi đường thẳng ở trong mặt phẳng alpha. Cho nên d nó cũng vuông góc với ik và chúng ta dựng được đoạn thẳng ik nó có độ dài là khoảng cách từ điểm I đến với đường thẳng d chúng ta sẽ đi vào bài toán cụ thể thầy có hình lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy đây bài yêu cầu chúng ta chứng minh khoảng cách từ các điểm B C D và A phẩy B phẩy D phẩy đến với đường thẳng AC phẩy bằng nhau và hãy tính khoảng cách này. Vậy thì chúng ta quan sát thấy ngay đó là gì? Bây giờ thầy quan sát tam giác ACC' chẳng hạn. Tam giác này nó là một tam giác vuông, nó có các cạnh góc vuông là CC' bằng a và AC bằng a căn hai. Tam giác A'AC' cũng tương tự như vậy. Nó cũng là một tam giác vuông và nó có cạnh góc vuông A phẩy bằng A và A phẩy C nó bằng A căn 2. Như vậy thì hai tam giác vuông này bằng nhau. Cho nên đường cao ứng với cạnh huyền nó cũng bằng nhau hay là khoảng cách từ C đến với AC phẩy và khoảng cách từ A đến với AC phẩy nó cũng bằng nhau. Tương tự như vậy với các tam giác còn lại. Tương tự như vậy thì thầy có thể kết luận là các tam giác vuông có các đỉnh là các đỉnh này và có cạnh huyền là AC'. Nó bằng nhau, cho nên khoảng cách từ các điểm này đến với đường chéo AC' nó bằng nhau. Nó đều là đường cao từ đỉnh góc vuông đến với cạnh huyền. Vậy thì để tính khoảng cách này có khó không? Thầy gọi H là hình chiếu của C ở trên đường thẳng AC'. Ở đây thầy đang xét tam giác vuông ACC'. Vậy thì chúng ta áp dụng ngay được hệ thức lượng cho tam giác vuông. Đó là 1 trên CH bình bằng 1 trên CA bình cộng 1 trên CC phẩy bình phương. Và nó bằng 3 trên 2A bình phương. Và chúng ta có là khoảng cách từ C đến với AC phẩy. Nó bằng CH và bằng A căn 6 trên 3. Vậy thì chúng ta cũng có thể kết luận là khoảng cách từ các điểm, từ 6 điểm này đến với đường chéo AC phẩy nó cũng bằng A căn 6 trên 3. Các em có thể thấy đó là việc tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng hay là các khoảng cách trong không gian nói chung, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các hệ thức lượng trong tầng giác vuông. Bài thứ hai, hình chóp SABCD là hình vuông cạnh a và tâm O. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi I và M lần lượt là, là, là trung điểm của SC và AB. Đầu tiên, đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh IO vuông góc với mặt phẳng ABCD. Câu A này khá là đơn giản. Chúng ta thấy ngay là gì? IO song song với SA. Mà SA vuông góc với ABCD. IO song song với SA vì sao? Vì nó là đường trung bình của tam giác SAC do I là trung điểm SC, O là trung điểm của AC. Từ hai điều này chúng ta có thể suy ra là io vùng góc với abcd câu b để bài yêu cầu chúng ta tìm khoảng cách từ điểm i đến với đường thẳng cm và điểm s đến với đường thẳng cm chúng ta sẽ tìm khoảng cách từ i đến với cm trước nhé để tìm được khoảng cách từ điểm i đến với đường thẳng cm chúng ta cần tìm hình chiếu của i ở trên đường thẳng cm vậy thì làm điều này như thế nào chúng ta sẽ dựa vào một đường thẳng rất là đặc biệt ở trong hình chóp này đó là đường thẳng io nó là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng abcd và mặt phẳng abcd này nó lại chứa đường thẳng cm như vậy thì dựa vào io chúng ta có thể tìm được hình chiếu của i ở trên đường thẳng cm Chúng ta làm như thế nào? IO vuông góc với ABCD. Vậy thì IO nó cũng vuông góc với CM. Bây giờ, trong mặt phẳng ABCD, thầy chỉ cần từ điểm O, thầy dựng đường thẳng vuông góc với CM và cắt CM tại H. Thì thầy sẽ có ngay OH vuông góc với CM, OI vuông góc với CM. Cho nên IH cũng sẽ vuông góc với CM. Do là OIH là mặt phẳng vuông góc với với CM do cách dựng của chúng ta. Như vậy thì H nó chính là hình chiếu của I ở trên đường thẳng CM. Vậy thì chúng ta đã dựng được đoạn thẳng IH nó có độ dài chính là khoảng cách từ I đến với CM. Đó là hướng tư duy của bài toán này. Đường thẳng CM nằm trong mặt phẳng ABCD, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đường thẳng IO là đường thẳng đi qua điểm I và vuông góc với mặt phẳng ABCD. Từ đó có thể tìm được hình chiếu của I ở trên mặt phẳng CM. Ta sẽ trình bày như sau. Trong mặt phẳng ABCD thì thầy sẽ dựng OH vuông góc với CM tại H. Và từ đây, ta sẽ có là CM vuông góc với IH. Do đó là khoảng cách từ I đến với CM sẽ bằng độ dài đoạn thẳng IH. Vậy thì công việc tiếp theo chúng ta phải tìm được độ dài đoạn thẳng IH ta thấy ngay là gì chúng ta sẽ dựa vào tam giác vuông tam giác vuông nào đó là tam giác vuông oih oi chúng ta có thể tính được ngay nó bằng một nửa sa vậy chúng ta cần phải tính oh từ đó sẽ suy ra ih để tính được oh thì chúng ta có nhiều cách nhưng một cách đơn giản mà thầy sẽ làm đó là thầy sẽ gọi n là giao điểm của mo và cd Vậy thì thầy sẽ có ngay MN sẽ vuông góc với NC hay là tam giác MNC nó sẽ vuông tại N. Như vậy thì quan sát trong tam giác MNC này, OH nó cũng vuông góc với MC. Cho nên là gì? Chúng ta sẽ có hai tam giác đồng dạng ở đây. Đó là MNC và MHO. Từ đó chúng ta sẽ thành lập được tỷ số. Đó là tỷ số nào? đó là tỷ số oh là đoạn thẳng chúng ta đang cần tính trên cn oh và cn nó sẽ bằng với tỷ số nào chúng ta sẽ chọn tỷ số nào để có thể dễ dàng tính toán nhất chúng ta sẽ chọn là om và cm vì om hay là cm đều có thể tính một cách dễ dàng Thầy có là OH sẽ bằng CN nhân OM trên CM CN nó sẽ bằng A trên 2 Nó bằng một nửa của CD OM cũng tương tự như vậy Nó bằng một nửa của MN Nó bằng A trên 2 CM bằng gì? CM nó là cạnh huyền trong tam giác vuông CMN Nó bằng căn của MN bình là A bình Cộng CN bình là A trên 2 bình Và chúng ta được kết quả là A trên 2 căn 5 như vậy thì IH nó là cạnh huyền của tam giác vuông OIH nó sẽ bằng OH bình cộng OI bình và chúng ta tính được nó bằng a căn 30 trên 10. Đây chính là khoảng cách từ I đến với CM. Đến đường thẳng CM. Vậy thì khoảng cách từ S đến với đường thẳng CM thì sao? Khi đã có được khoảng cách từ Y đến với CM rồi thì thầy sẽ tận dụng điều này để tìm được khoảng cách từ S đến với CM. Thầy sẽ gọi K. K là hình chiếu của S ở trên CM. Thì thầy có thể thấy ngay đó là K là điểm thỏa mãn sao cho là K thuộc CM và H sẽ là trung điểm của CK. Vì IH sẽ phải song song với SK và I là trung điểm của SC. Vậy thì IH nó sẽ là đường trung bình của tam giác SCK, chúng ta thấy ngay. Như vậy SK nó sẽ bằng 2IH và bằng a căn 30/5. Đó chính là khoảng cách từ S đến đường thẳng CM. Vậy thì nếu đề bài không cho phần A và cũng không yêu cầu chúng ta tính khoảng cách từ I đến CM và đề bài chỉ yêu cầu tính khoảng cách từ S đến CM thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cũng tư duy tương tự như phần vừa rồi. Đó là gì? CM nằm trong mặt phẳng ABCD. Tính khoảng cách từ S đến với CM thì chúng ta sẽ có nhu cầu là tìm một đường thẳng mà đi qua S vùng góc với mặt phẳng ABCD. Ở đây đề bài nó đã cho ngay chúng ta nó chính là đường thẳng SA. cho nên là gì chúng ta sẽ dựa vào đường thẳng sa để có thể dựng được hình chiếu của s ở trên đường thẳng cm thầy cũng làm tương tự như phần trước từ điểm a nó chính là giao điểm của sa với mặt phẳng abcd thầy sẽ dựng đường thẳng vuông góc với cm nó chính là đường thẳng ak chúng ta với k thuộc cm như vậy thì sa ak vuông góc với CK cho nên SK cũng vô góc với CK hay là K là hình chiếu của S ở trên đường thẳng CM và cũng tương tự như phần trước chúng ta sẽ dựa vào tam giác vuông SAK để tính khoảng cách giữa S và K và chúng ta sẽ cần tính AK của tam giác vuông tại K như vậy bài toán này chúng ta đã vận dụng phương pháp đó là dựng mặt phẳng đi qua điểm Y và vuông góc với với đường thẳng CM từ đó, tìm được giao điểm của mặt phẳng này với CM là H thì IH chính là khoảng cách từ I đến với CM. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một số bài tập về tính khoảng cách từ một điểm đến với một mặt phẳng. Để tìm được khoảng cách từ điểm O đến với mặt phẳng alpha thì chúng ta cũng phải tìm được hình chiếu của O trên alpha, nó là điểm H. Thì khi đó, độ dài đoạn thẳng OH nó chính là khoảng cách từ O đến với mặt phẳng alpha. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ có một số tính chất sau đây. Tính chất thứ nhất, với điểm Y mà đường thẳng OI song song với mặt phẳng alpha thì khoảng cách từ O đến với alpha nó cũng bằng khoảng cách từ Y đến với alpha. Đây là hai đoạn thẳng bằng nhau. Điều này sẽ có ý nghĩa là gì? là giả sử như tìm khoảng cách từ O đến alpha gặp khó khăn, chúng ta sẽ tính trung gian qua điểm Y. Nếu tìm được khoảng cách từ Y đến alpha, chúng ta có thể tìm được khoảng cách từ O đến alpha. Nó sẽ bằng nhau. Một tính chất nữa, chúng ta cũng dựa vào một điểm trung gian, đó là gì? Nếu một điểm G, điểm G ở trên điểm Y là điểm làm cho OI song song với alpha, nhưng ở đây điểm G là điểm mà làm cho OG sẽ không song song với alpha mà nó giao alpha tại điểm M. Thì khoảng cách từ O đến với mặt phẳng alpha ở đây thầy ký hiệu là OH. Khoảng cách từ G đến với mặt phẳng alpha thầy ký hiệu là GK. Tức là K là hình chiếu của G trên mặt phẳng alpha. Vậy thì thầy sẽ có là gì? Là OH trên GK sẽ bằng OM trên GM. Đây là tính chất định lý Teales trong tam giác. Hay là gì? OH nó chính là khoảng cách từ O đến alpha, GK nó chính là khoảng cách từ G đến alpha. Khoảng cách từ O đến alpha trên khoảng cách từ G đến alpha nó bằng tỷ số OM trên IM. Như vậy thì giả sử như chúng ta gặp khó khăn trong việc tính khoảng cách từ O đến alpha, chúng ta có thể tính trung gian của điểm G. OG giao với mặt phẳng alpha tại điểm M thì chúng ta sẽ có hệ thức này. Đây là hai tính chất chúng ta có thể tận dụng để tính được khoảng cách từ điểm O đến với mặt phẳng alpha thông qua điểm Y là điểm làm cho OI song song với alpha hoặc điểm G là điểm làm cho OG giao với pha tại một điểm M. Trong bài toán cụ thể thì các em sẽ thấy rõ hơn các tính chất này. Bài 3. Thầy có hình chóp SABCD. Đáy ABCD của chúng ta lại là hình vuông. Có tâm O và có các cạnh có độ dài bằng 1. Tam giác SAB nó nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD đề bài yêu cầu chúng ta tìm khoảng cách từ điểm a đến với mặt phẳng scd và điểm o đến với mặt phẳng scd theo như định nghĩa khoảng cách từ một điểm đến với một mặt phẳng thì chúng ta cần phải tìm hình chiếu của a ở trên mặt phẳng scd nhưng điều này hoàn toàn không đơn giản một chút nào trong các bài toán về khoảng cách ở trong không gian đặc biệt là trong hình chóp thì chúng ta sẽ có một kỹ thuật rất hữu dụng mà cũng đã tận dụng ở phần trước đó là chúng ta sẽ tìm hình chiếu của của đỉnh hình chóp xuống mặt phẳng đáy ở đây bài toán chưa cho hình chiếu này chúng ta phải đi tìm vậy thì chúng ta dựa vào dữ dự kiện nào để đi tìm hình chiếu này đó là đề bài cho tam giác sab nó là tam giác đều và nó quan trọng nhất là gì nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tức là mặt phẳng sab vuông góc với mặt phẳng abcd Vậy thì hai mặt phẳng mà vuông góc với nhau. Thì từ một điểm ở trong mặt phẳng này, ta dựng đường thẳng vuông góc với giao tuyến giữa hai mặt phẳng. Thì đường thẳng này nó cũng vuông góc với mặt phẳng kia. Tính chất này cho ta điều gì? Chúng ta có thể dựng được chúng ta có thể dựng được hình chiếu của S xuống mặt phẳng ABCD bằng cách dựng đường cao của tam giác SAB. Vì AB chính là giao tuyến của mặt phẳng SAB và mặt phẳng ABCD. Từ S chúng ta dựng đường thẳng vuông góc với AB là SH, H thuộc AB. Thì SH sẽ vuông góc với ABCD hay là H nó chính là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABCD. Có SH vuông góc với ABCD hay là có hình chiếu của S trên ABCD thì bài toán sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. VSH sẽ vuông góc với toàn bộ các đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABCD. Chính vì lý do đó, thì thay vì tính khoảng cách từ A đến với mặt phẳng SCD, thầy sẽ tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng SCD. Và chúng ta để ý thế là gì? AH song song với CD, cho nên AH song song với mặt phẳng SCD. Như vậy, khoảng cách từ A đến với mặt phẳng SCD, nó cũng bằng khoảng cách từ H đến mặt phẳng SCD. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tìm được khoảng cách từ H đến với SCD? Chúng ta cần tìm hình chiếu của H trên mặt phẳng SCD. Việc này không hề khó như việc tìm hình chiếu của A trên SCD. Bởi vì SH vuông góc với mặt phẳng đáy. Cho nên thầy sẽ áp dụng tính chất này. Thầy sẽ tạo ra các mặt phẳng vuông góc như sau. Từ H, thầy sẽ vẽ HE E thuộc CD. E là trung điểm của CD. Như vậy thì thầy sẽ có là HE vuông góc với CD. Và do là SH cũng vuông góc với CD rồi, cho nên là SHE cũng vuông góc với CD. Và CD lại nằm trong mặt phẳng SCD, cho nên SHE sẽ vuông góc với mặt phẳng SCD. Đó, như vậy chúng ta đã tạo ra một cặp mặt phẳng vuông góc với nhau. Sau khi đã tạo ra cặp mặt phẳng vuông góc rồi, và chúng ta có giao tuyến SE thì từ H thế HK vùng góc với SE với K thuộc NE thì như vậy HK vùng góc với giao tuyến SE cho nên HK sẽ vùng góc với mặt phẳng SCD hay là gì hay là độ dài đoạn thẳng HK nó chính là khoảng cách từ H đến với mặt phẳng SCD Sau khi đã dựng được HK rồi thì việc tính khoảng cách từ H đến với SHE chúng ta đã hoàn thành đến 90% rồi. Đó là cách tư duy của bài toán này. Các em hãy chú ý là chúng ta tìm được hình chiếu của S ở trên mặt phẳng ABCD. Thì việc tìm hình chiếu của H trên mặt phẳng SCD sẽ đơn giản hơn việc tìm hình chiếu của A trên mặt phẳng SCD rất là nhiều. Thầy sẽ trình bày như sau. Gọi H là trung điểm của AB. Do tam giác SAB là tam giác đều, cho nên SH sẽ vuông góc với AB. Từ đó suy ra SH vuông góc với cả mặt phẳng ABCD. Vì AB là giao tuyến của SAB và ABCD là hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Sau đó gọi E là trung điểm của CD thì HE sẽ vuông góc với CD. Từ đây chúng ta có thể suy ra là SCD và SHE là hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Và tiếp theo đó, thầy sẽ dựng HK vuông góc với SE tại K thì HK sẽ vuông góc với mặt phẳng SCD. Như vậy công việc của chúng ta tiếp theo là sẽ tính độ dài đoạn thẳng HK. Tính độ dài đoạn thẳng HK bằng cách nào? Chúng ta sẽ dựa vào hệ thức lượng trong tam giác SHE là tam giác vuông tại tại H. Chúng ta có SH là Đường cao trong tam giác đều có độ dài cạnh bằng bằng 1. Và chúng ta có HE nó có độ dài bằng độ dài của cạnh hình vuông ABCD bằng 1. Như vậy thì HK HK nó sẽ bằng SH nhân HE trên SE. SE lại bằng căn của SH bình cộng HE bình. HE bằng 1. SH là đường cao trong tam giác đều có độ dài cạnh bằng 1. Nó sẽ có độ dài bằng căn 3 trên 2. Như vậy thay số vào chúng ta được là căn 3 trên 2 trên cho căn 1 bình phương cộng căn 3 trên 2 bình phương. Và chúng ta được là căn 21 trên 7. Các em lưu ý là hệ thức này chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Nó cũng tương đương với hệ thức là 1 trên HK bình phương tức là 1 trên độ dài đường cao bình phương trên bằng 1 trên SH bình phương cộng 1 trên HE bình phương. HK là đường cao, SH, HE là hai cạnh góc vuông. Như vậy tính được HK rồi thì chúng ta có ngay khoảng cách từ A đến SCD nó sẽ bằng khoảng cách từ H đến SCD vì AH song song với mặt phẳng SCD. Và nó bằng HK, nó sẽ bằng căn 21 trên 7. Như vậy chúng ta đã tính được khoảng cách từ A đến với mặt phẳng SCD. E, vậy đi khoảng cách từ O thì sao? Khoảng cách từ O đến với mặt phẳng SCD, e, chúng ta cũng có thể tính trung gian qua điểm H. Giờ vào tính chất 2 vừa rồi. HO nó giao với mặt phẳng SCD tại điểm E. Bây giờ thầy dựng đường thẳng song song với HK. Thì đường thẳng này nó cũng cắt SE thay giả sử nó cắt tại Y chẳng hạn thì chúng ta có ngay là OI nó sẽ bằng 1 phần 2 HK vì OI nó là đường trung bình trong tam giác HKE hay là khoảng cách từ O đến với mặt phẳng SCD nó bằng 1 phần 2 khoảng cách từ H đến mặt phẳng SCD chúng ta có thể viết ngay hệ thức này hệ thức này nó là đơn giản hóa của nhận xét này chúng ta phải dựng OI song song với HK và OI sẽ bằng một nửa HK như vậy chúng ta có thể tính được khoảng cách từ O đến SCD bằng căn 21 trên 14 có thể thấy là gì là việc tìm được hình chiếu của S ở trên mặt phẳng ABCD là điểm H thì chúng ta có thể tính được khoảng cách từ H đến với đến với các mặt phẳng mà các mặt phẳng này có chứa các đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABCD, cụ thể ở đây đó là mặt phẳng SCD. Và tính được khoảng cách từ H đến với mặt phẳng SCD, chúng ta có thể tính được khoảng cách từ rất nhiều điểm đến mặt phẳng SCD trung gian qua điểm H. Như vậy thì thầy đã vừa cùng các em nghiên cứu một số bài tập về tính khoảng cách từ một điểm đến với một đường thẳng hay là đến với một mặt phẳng. Và các em cũng đã nắm được một số tính chất cũng như là một số kỹ thuật để có thể tính được các loại khoảng cách này. Các bài toán về tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song cũng như giữa hai mặt phẳng song song, chúng ta cũng quy về tính khoảng cách từ một điểm đến với một mặt phẳng hay là từ một điểm đến với một đường thẳng như vậy thì cơ bản nhất các em phải thật là thành thạo trong việc tính khoảng cách từ một điểm đến với một mặt phẳng hay là một đường thẳng